Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Xin thắp lên một nén hương trường, một nén hương trường, hương trường. Sau lời kinh tiếng kệ của Phật giáo, cây phan được dựng lên giữa bầu trời cao rộng. Đây là nhịp cầu nối liền giữa cõi sống với người chết, hay nói đúng hơn là nhịp cầu bắc qua giữa hữu hình với vô hình, giữa cõi âm với người chưa, để chú tất những ân tình mà con cháu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhịp cầu ô thượng bắc qua dải ngân hà cho những tâm hồn lẻ loi cô độc, hằng đêm tư lự trong nỗi sầu đi biệt thiên thu giữa bầu trời cao rộng, tròn những ngày lễ này để trở về đây chứng giảm cho những người con người cháu đối với cội nguồn cây phan thị, phùng thịnh mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, hồn thiêng sông núi anh linh chiến sĩ, cựu huyền thất tổ ông bà cha mẹ, tất cả vượt qua cây cầu ấy.
ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời,
con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, công trình chùa Phải Mạch, Hòa Thượng Chứng Minh, công trình chùa Phải Mạch, Chư Tôn Thượng Tòa Đại Đức Tăng. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm Bình Thân, con xin đại diện toàn thể gia quyến cùng quý vị Phật tử thành tâm bái thỉnh cung thỉnh Chư Tôn Hiền Đức Tăng Quan Lâm Phật Đài để cử hành lễ cúng dường trai tăng trưa hôm nay. Gia đình chúng con thành tâm bái thỉnh Nam Mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Đại Chứng Minh. Thầy cầu quan giám đạo tràng
chứng minh tài lửa nhân dân yên tâm thượng hòa ân đức đúng rồi từ tiên linh hương linh bằng thân phật quốc từ lửa nghĩa tiền phóng tử tăng chúng thân thân an lạc phật tử nghiệp chướng tư từ thường hợp các tường chi thánh chi nguyện tăng báo các thủ tường chi thân thường đức thân thùy từ do ngọt con đô con đức thân mồ hát ma la hát các bạn chứng minh chư tôn thiền đức tăng hôm nay nhân tuần trung thất trai tuần cổ hương linh thân phù chúng con nghe theo lời Phật dạy thiệt lễ trai tăng cúng dường ngõ hầu bảo đảm cung ơn sanh thành dưỡng dục trong quân một giờ này đào tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh chúng con hành kính đặt lễ dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đài đức tăng. Hôm nay gia đình chúng con có duyên sự đồng thành đảnh lễ xin phát bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Lưỡng bạch chư tôn thiền đức tăng chứng minh trước khung cảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong ánh hào quang hiện tỏ của mười phương chư Phật. Hôm nay ngày 15 tháng 10 năm Bính Thân cũng là ngày chúng thất trang tùng hướng linh nghiệm quanh quân và tưởng thức trái tùng hưởng linh nghiệm quanh thân. Gia đình chúng con thành kính tưởng niệm cầu siêu cụ hiền thất tổ phát nguyện cúng dường trái tăng ngõ hầu báo đáp thăm ơn trong muôn một. Kính thật quý ngài, hôm nay trận nghỉ ân sinh dưỡng cha hỡi lòng con và thiết ta. Chúng con kính nghe ơn dưỡng dục nuôi con từ thọ bé đức sanh thành cáo tộc tử như non sống cuộc đời vất vả chỉ vì con vì cháu nước đắng cay tạo cho con cháu dòng sữa ngọt. Ôi cha con cha như núi thái nghĩa mẹ tử sống sau giờ đây chúng con ý thức được phần nào hai từ hiểu đạo để tưởng nhớ và báo đáp ân phúc dục sẵn thành với bất giả trí thành và nỗi gương hiếu hạnh của tôn giả một tiền liễn. Gia đình chúng con hướng về hiếu hạnh con gia đình chúng con hiếu về tám bảo thiết lễ trai tăng cúng dường bãi thỉnh chư tôn đức từ bi cúng tụng chân tinh chú niệm cho hương linh phụ thân và tổ hiền thất tổ
của con sống sanh về Phật quốc và con cháu hiện tại bình an sức khỏe hoàn sự an lành. Ngưỡng bạch quý ngài ai mẫn nạp thọ cho gia đình chúng con được ân tiên phước lạc và đền đáp thâm ân trong đời này. Gia đình chúng con cũng không quên cầu nguyện kính chúc quý ngài pháp thể kinh an Phật sự nguyên thành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Kính lạy tăng người thừa chỉ cả thay thể tôn truyền hỏa đạo màu từ bi hỏa đồ vô cầu làm thầy mô phạm trời người xưa nay. Kính bạch hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn thiền đức tăng, vừa rồi là lời tác bạch của Tam Môn Hiệu Quyển. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh ban cho Tam Quyển cùng toàn thể Phật tử chúng con. Lời đào từ chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng. A Di Đà Phật. Hay là nhờ từ chúng con nhất an tôi đã bài nhắc đáp lại với tinh thần giới thiệu hôm nay. A Di Đà Phật. Tôi giờ này ở nơi đâu niềm tin thân quyến lợi thân con không thiền một nét cầu hồn cùng không thoát luân hồi trước khổ đau. A Di Đà Phật. Mời chư Phật giờ yếu tăng giác ngạn đàn độ thiên tiên dục chủ phước tiền mà việc tăng thân lợi nghĩa là muốn cho các linh hồn thân thành quyến thuộc của mình đã phúc. Mình sợ rằng phước mở những giờ các linh hồn còn xa đọa với cốt độ này khổ đau, muốn cho các linh hồn đó lên rồi nhắc thì phát nhiều hơn là càng cầu nguyện phúng tụng chân tinh để nhờ cái chân ăn cứu chư Phật cho các thân nhân đó thấy được cái nghiệp nhân của mình ở quá khứ cũng như ở hiện tại kiếp mà biết đó ăn năn hối lỗi. Muốn gieo trồng y một giống phước điền trong hiện tại và mai sau thì không gì hơn là phát tâm cúng dường bố thí. Cúng dường kêu là gieo một giống phước điền cho nó ba, đó là tỉnh điền, ơn điền và ý điền. Tỉnh điền tức là cái chỗ mà chúng ta luôn luôn thấy tôn kính và quý hóa càng ngày chúng ta phát tâm cúng dường, đó là đại diện cho tam môn thanh đạo. Thì trong cái hộp trống có tiền không gì hơn là cúng dường cho tam môn thanh đạo. Như video tôi cũng có được qua là vì chư Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn mà một vị đại diện cho mười phương chư Phật trong hiện kiếp làm giáo chủ của gia bà này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người sinh vào trong cung hoàng tiểu mật con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài luôn trị vì một cái ngôi vàng mà vua cha gia này, nhưng mà ngài coi đó là cái sự đau khổ của thế nhân cho nên ngài không nhận và tìm cách đi xuất gia để tìm một giải pháp an bình cho đất nước của vua cha mình được trị vì. Rồi ngài thành Phật, đó là tiêu biểu cho một đức Phật mà hy sinh tất cả cái sự giàu sang phú quý mà tìm cái chân lý giải thoát cho chính ngài và cho tất cả muôn sinh.
cái nôi thứ nhất là Phật. Thứ hai là Pháp, tức là những lời kinh điển, tam tạng kinh điển, kinh luật lượng mà do Đức Phật đã chứng ngộ biết được tất cả cái sự thật của sự vật mà nói ra tam tạng kinh điển, để lại cái hàng xuất gia cũng như tại gia những ai có duyên quen về chánh pháp thì được tu học để mà giải thoát. Ngôi thứ ba là tăng. Tăng đây đừng có nghĩ là mấy người nam, nhưng mà ai đi theo đường lối xuất gia tu hành sống theo phép luật hòa đó đều là tăng cả. Cho nên tăng là những người hiến sinh cuộc đời con thể của mình. Nhưng giới nữ hy sinh những mái tóc xanh, hy sinh một dáng yếu điệu diễm kỳ mà chấp nhận cái vi phạm con đường đạo để học những lời Phật dạy để giáo hóa nhân sinh, thì chính những cái người đó mới có một cái tâm huyết cao cả ở cuộc đời thế gian để xuất gia tu hành để làm sa môn các bước của cõi trần được. Cho nên ba cái ngôi gọi là những điều này là tất cả hàng Phật tử hay không Phật tử, là chúng ta khi biết được cái giá trị đó thì chúng ta phát tâm cúng dường gọi là cúng dường. Ông tiền là cái ruộng mình mang ơn, thì ngoài ba ngôi tam bảo ra thì trong đó có ông bà cha mẹ thân bằng huyết thuộc của mình và những người mình mang ơn lộn với nhau. Như chúng ta kề ruộng thì chúng ta mang ơn người kề bán, ta mang ơn những người tạo ra sản phẩm để trao đổi với nhau dùng, và nhất là những người có những ý cả giúp đỡ cho ta, tháo gỡ cho ta và an ủi cho ta những lúc buồn, những lúc đau khổ, những lúc ngặt nghèo. Đó là những cái ơn mà chúng ta luôn 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 mang. Cho nên chúng ta phải có bổn phận, hãy nhớ đến những cái ơn đó, cái ơn đó gọi là ơn gì. Tuy nhiên là cái ruộng tình thương, là cái ruộng ngày nay thân thiên của Phật giáo chúng ta, mà xã hội cũng đề cao và khuyến khích tất cả chúng ta làm những cái công tác từ thiện. Những người già mua tuổi tác neo đơn, những con em cô nhỏ, những đứa trẻ mồ côi, những cái cảnh và bi đát xảy ra, những cảnh tai nạn xảy ra, những cái lúc mà ngặt nghèo như ví dụ các tỉnh miền Trung vừa rồi, là những cái trận lụt liên tục, cuộc sống của nhân dân vô cùng cơ cực, thì chúng ta phải có cái tâm để chúng ta lai lành từng cá rách từng cá đen. Đó là cái biết gì. Huống chi ông bà cha mẹ của chúng ta, người thân của chúng ta, như hôm nay các vị về chùa Bá Âu này cùng các Phật tử ở địa phương đã tiếp lễ kỳ siêu toàn độ cho Hương Minh Trung Pháp là Nguyễn Văn Quang, sinh năm Bích Túc, vãn ngày 28 năm Bích Thân này, cũng như Hương Minh Tùng Thứ Tư là Nguyễn Văn Thanh mà sinh năm Ất Mùi, vãn ngày 14 tháng 9 cũng năm Bích Thân này, và các thông linh có trong cái danh sách cầu siêu toàn độ vừa qua. Nhờ cái đạo tràng này, tôi tin tưởng rằng cái việc làm này nó vô cùng quan trọng. Thì tất cả trong gia đình các Phật tử cùng nhau duyên cùng duyên, sự cùng sự, các vị về đây để làm những lễ đạo tràng này cầu siêu và phát nguyện cúng dường ra ta, thì chúng tôi là cái hàng xuất gia có trách nhiệm. Chỗ nào cần thì chúng tôi đến, chỗ nào thấm chúng tôi phải đi, đi vì tinh thần hoàng dương chánh pháp. Đến
lòng thành kính cúng dường cho mấy vị. Và thứ hai nữa, lại thành kính nhất tâm nhất cố nhất vợ cầu nguyện các ngài đúng như cái trọng tâm của các vị tha thiết. Cho nên nói rằng tài pháp diệu lý đã vô hai được. Các vị là những người ở đời làm ăn có rất nhiều tiền của một cách dễ dàng, cho nên các vị phát tâm cúng dường hàng sản và hàng xuất gia. Hàng xuất gia tu tập hiểu được một vài câu Phật pháp giải thoát của Phật dạy, chúng tôi đem cái câu giải thoát đó truyền lại cho mấy vị, để mấy vị được giải thoát, không còn buồn, không còn đau, không còn đau khổ nữa. Là vì các vị biết được lý sanh tử, sự sắp chết vô thường, có ai mở trên đầu mãi được đâu, cho nên các vị không còn đau khổ nữa, các vị được an vui, cho nên các vị lãnh được cái viên thuốc gọi là an lành cho các vị. Thì cái vấn đề các vị cúng dường đây nè, và cái thời cúng dường cho mấy vị cái pháp giải thoát, hai cái đó nó cứ liên quan với nhau, nó mãi mãi trường tồn trong thế gian này. Thì các vị phải thấy đây là một cái việc làm vinh dự của gia đình, vinh dự của chồng. Và chúng tôi cũng cảm thấy mừng là vì các vị nếu như mà các vị làm được việc làm này, rồi các vị hướng dẫn và nhắc nhở trong thân bằng quyến thuộc của mình và con đạo bạn của mình tiếp tục làm được những công việc này, thì Phật pháp được vũ trụ khỏi ta bà này nó luôn luôn để hướng người ta về có cái nơi càng vinh dự hơn. Thì hôm nay nhân cái ngày cùng trung thất của hai vị Nguyễn Văn Quang và tứ thất của Nguyễn Văn Thanh, chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Tôi thấy mặt hiện tiền với tôn đức tăng nạp thọ để thẳng cúng dường được quà thanh tịnh này, và xin hồi hướng tôn đức này để hai hương linh đó cùng các hương linh cùng dân được cho phòng tâm tan não và niệm mình của hiện tiền đó. Các hương linh tiên nhân số và thanh kề cảnh giáo hai bàn của người vô minh chư Phật và đồng thời với sạch lại tổ tiên của mình. Vậy khi hiện tiền chúng tôi đức tăng, chúng ta đến đây vì trách nhiệm vì bộ đạo và tôi đã nói xin tất cả chúng tôi đức tăng, chúng ta đức tăng niệm Phật để cha thể cúng dường hôm nay được chúng tôi có thể Yeah.
chúng có sót quê từ màu cam lộ tóc sông màng áng một để tôi hai áng một để tôi hai áng một để tôi hai áng một để không cày ăn cơm trắng, không giọt mặc áo tơ, nhờ thiên điều nhờ cúng dường tứ sự. Bởi vậy hôm nay trước khi thọ trai, nếu không nghĩ tròn năm quán, lung lòng án ý của chiến thi khó tiêu, hưởng mừng đại chúng nhất tâm đồng niệm Phật. Nam mô Thank you.
phước cho dân cảnh địa âm cho dân gia tâm đại đại cho dân phu thanh cho dân cảnh nghề đi á
cứ lặng lẽ trôi qua. Ngày đại lễ cùng là đến hồi kết thúc. Ngày đại lễ được tất cả những nghi lễ cần có để chú đáo, để để lại trong lòng con dân một niềm tin tưởng không nguôi ở giáo lý của đạo Phật, ở truyền thống đạo đức của Á Đông, và đặc biệt là của dân tộc Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là của truyền thống nghi lễ cố đô Huế. Cuối cùng, trong ngày đại lễ là lễ đăng đàn trần thế, chúng tôi xin được giảng thích sơ qua tâm muôn vàng pháp môn của đạo Phật. Thì pháp môn trần thế cố hồ là để dành cho những oan hồn cô độc, những linh hồn cô độc không nơi nương tựa, thì họ sẽ trở về đây để đàn đạo trong ngày đại lễ cai đặt, để họ thừa hưởng thêm nước lành nhóm nhang thơm và lòng người dân chủ. Hôm nay đạo tràng pháp diệu đã khai hồi nhiên lai, triều thịnh thập loài cô hồn mau nhập cai đạo trần thế. Thập loài cô hồn nghe lời triều thịnh mau mau lai nhập, mau mau lai nhập đàn tràng. Thưa quý vị, trong nỗi đau thương vô cùng ở cực cảnh địa ngục luân hồi, những con người không nơi nương tựa, họ biết tìm về đâu đây? Cho nên trong văn kể thập loài cũng chính của người chưa phải có những câu hết sức thấu đồng lòng người. Tiết tháng bảy mưa dầm phù phù và hơi may là một sinh ra, nào người thay khắp gần xa ngàn lao nước vàng hà đa nhuộm vàng, màn đen phủ tối tắm trời đất, hồn cốt thiên phật thất u minh, thương thay thật loài hồn linh, hồn đốn cách diệt linh linh quê người. Trong văn kể thật loài ấy còn có những câu: kìa những người cầu danh kiêu hành chỉ những lắp những vắng hoang sông, nói khi đang thường canh hình cuộc thi thất thể bầm cùng bà tao mộng thuật đâu lò bay ngoài đời, để rồi từ đó đoàn vô từ lạc loài nhau nhóc thì khúc đầu hoang khóc nhân nguyên, cho hay rằng thành bài là thế mà những con hồn thì biết bao giờ có ta. Hoặc là nào những người màn loan chuyển gẫm, những cây mình cũng cấm hàng ngang, nhưng khi chuyển đổi sơn hà mặt đất tuyệt lạ biết là về đâu. Chỗ lầu cao hoặc nơi nước chảy phần đặt đặt sông dạng bình sơn, khi sao đông đúc vui cười mà khi nhắm mắt chạm người đất chôn, thảm thiết thay chẳng còn hốt khỏi hồn ngẩn ngơ và quái ngàn tim. Thương ngang chân lưỡi tay mềm càng lâu càng lớn, càng đêm càng buồn. Giờ đây đàn tràng khai hồi đăng đàn trần tử, hỡi chư linh hãy trở về đây, nghe câu kinh tiếng kề giải thoát luân hồi, tôn trọng để nghi lễ đạo Phật. Oh.
Yeah.
Thank you.